Đây kia đấy, kia đường dài nữa. Tất cả thằng Lăng là bác phải ăn tả mi đi. Đưa sẵn nữa. Nhưng mà sắt máu này lại phải đi vòng. Chỗ nhà này là sắt chuyển lắm. Q18 và đi có 4 giây. Q18 thẳng lọc. Nướng đóng cái chuẩn nào ấy lại thế nào. Đấy. Bao giờ nó ngon lành thì mới thôi. Đất này không sợ cuốc xong là mình lại sâu 60 thôi mà không sâu lắm đâu. Này sâu hơn. Không. Còn nếu sâu hơn thì lại không được. Chỉ cái này. Mình cho nó cẩn thận. Nhưng mà bên cái mặt nữa.
Được nhiều người xem thì nhiều, à được người nhiều người đăng ký. Nhiều người đăng ký kênh. Hôm nay gọi là
đồ quả gớt mà cứ phải đấy bò mũ ra thì thuê ẩn giang hồ Hải Phòng buộc sắt là có cái gì mà rồi nữa. Tiên mày xuống mày toàn gọi hắn bằng anh. Đấy. Hồ châu nó làm gì? Không để nên phơi nhìn cho nó ra hồ chứ. Đấy. Kệ quay. Anh nhớ. Thì đâu cũng mỏng đấy. Thì đâu cho nó những cái vật liệu làm sáng cuộc nó mỏng đấy cả. Lâm thợ hàng yếu lắm đầu ai lắm. Ông sĩ cho một phen ra đây đi. Được rồi đấy. Giải hết cả cái đám hố đằng sau đi thì mới cho cái dần dài vào được. Đủ rồi. Ba hố đi để cho dần dài vào. Cho anh lái xe về ông thì mới giống theo cái sát dần xoay vào.
Lùi ra đi. Không, cứ đóng dầm bình thường như vậy đó. Mặt nó to thế. Nhưng mà sao em không thấy anh ra video đầu này? Anh thấy cho lên kênh. Kênh đẹp đời này thì không ai qua được ba kỳ nữa. Anh ạ. Sao thế nhỉ? Đây đã phải lao hàng rồi. Nắng này là làm mất chín rồi à?
Từ kia về đây gặp vợ ống này đi ra kia thì cắm ở kia luôn. Từ cái ống có sàn mình cho đi bên trên. Chiều sâu của cái tủ nó có 45 phân nhưng mà không để được cái tủ áo. Cái tủ áo 1m4 để cho cái phòng này hơi khó. Dầu ở kia về đây nhá. Hoặc là cái giường từ đây ra kia đi. Cái giường ra đây thì của mình là cái giường 1m6 nhá. Này bây giờ cái này của mình 1m6 đi đây. 1m6. Nước ra đây này. Xong ngoài này để dép với để giếc ngoài này này. Yeah.
Chửi biu 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 ấy. Ông cứ chửi cho ông bảo ốm ốm mới nói mà không nói được xong ăn. Quán nha. Nấu áo đấy không biết. Ông cứ nghĩ về bánh nó chủ nghĩ về YouTube.
thử luôn đấy.